Sáng 11 tháng 6 năm 2024, tại công viên Đồng Khởi, Ban chỉ đạo chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tỉnh Bến Tre năm 2024 tổ chức lễ ra quân. Đến dự có quyền Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Trần Thanh Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tỉnh Bến Tre năm 2024 Nguyễn Thị Bé Mười, cùng đại diện lãnh đạo các ngành đoàn thể tỉnh, nhà tài trợ, đoàn viên thanh niên. Để chiến dịch diễn ra thành công, đạt được kết quả tốt nhất, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, Trưởng Ban chỉ đạo chiến dịch Nguyễn Thị Bé Mười đề nghị Ban chỉ đạo chiến dịch cấp tỉnh tiếp tục phát huy cao tinh thần cộng đồng trách nhiệm, từng thành viên trong ban chỉ đạo phải bám sát nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện tốt những nội dung đã đề ra trong chiến dịch ở lĩnh vực phụ trách. Chiến dịch năm nay phải được triển khai bằng tất cả sự quyết tâm, mỗi đoàn viên thanh niên thể hiện tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, sẵn sàng cống hiến nhằm đưa chiến dịch phát triển lên tầm cao mới, tạo dấu ấn xã hội tích cực với những công trình, phần việc hiệu quả và bền vững. Chú trọng tổ chức hoạt động tình nguyện tại chỗ, kết nối đội hình ngoài tỉnh, các tổ chức tình nguyện tự thành lập tham gia chiến dịch. Chiến dịch năm nay phải thực sự tốt cả về số lượng lẫn chất lượng. Các hoạt động tình nguyện phải có chiều sâu và giá trị hỗ trợ xã hội lớn. Đối với các bạn chiến sĩ thanh niên tình nguyện, cần luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối tuân thủ kỷ luật, không chủ quan, giữ an toàn cho chính mình, cho gia đình, người thân và đồng đội trong suốt quá trình tham gia chiến dịch, đảm bảo chấp hành tốt nội quy, yêu cầu của ban chỉ đạo chiến dịch cấp tỉnh và cấp cơ sở trong suốt quá trình chúng ta thực hiện nhiệm vụ. Tại chương trình, Ban Thường vụ tỉnh đoàn phát động các đơn vị đoàn cấp huyện và tương đương ký kết thi đua thực hiện các công trình, phần việc cao điểm chào mừng kỷ niệm 25 năm chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tỉnh Bến Tre giai đoạn 2000-2024. Chương trình đã tiếp nhận nguồn lực từ các đơn vị đồng hành, tài trợ thực hiện các công trình, phần việc trong chiến dịch với kinh phí trên 12 tỷ đồng. Sau lễ ra quân, đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như khởi công công trình cầu thanh niên, bàn giao nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, thăm hỏi tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, ra quân tuyên truyền, hướng dẫn và cài đặt ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ 4.0, tuyến phố không tiền mặt, vận động cài đặt ứng dụng hồ sơ sức khỏe điện tử trên điện thoại thông minh.